Hello anh em, lâu lắm rồi mình không lên cái kèo mở thẻ đập thẻ xem vào chung. Thì hôm nay nhân một ngày rảnh rỗi cũng như là sau một thời gian dài thì hôm nay sau gần 3 tháng trời mình chưa vào xem vào game này. Sau 3 tháng trời mình chưa vào game FIFA Online 4 luôn. Thì bây giờ nó đã đổi tên thành FC Online. Đây mình vào, mình sẽ mở đống thẻ đi. Lâu lâu không vào thì bên xem với chung nó cũng gọi là có nhiều thẻ khác nhau. Nó cho mình ấy, bây giờ nó đổi server nữa, nó đổi thành SC Online, đổi tên nữa thì quá rất là nhiều. Thì hôm nay chúng ta cùng vào để xem là một thời gian dài gần 3 tháng trời mình không vào game thì nó sẽ như thế nào nhá. Rồi, dâu dâu anh em. Rồi thì mình mới vào, mình có trải nghiệm qua được một chút thì cũng lên được một chút level rồi. Và cũng vào được một chút gọi là đá qua được một chút thì họ lên được chuyên nghiệp 3 rồi. Thì đây đống đồ rất là nhiều. Cái này vừa lên level xong. Một đống thẻ rất là nhiều nhá. Nhưng mà do là mạng hơi lag nên chưa chuyển dị hết được. Và mình xem mình tích được bao nhiêu BP. BP rất là nhiều. Đây là 228.000 tỷ. Đấy. Star Boy này. Rồi, thẻ này. Thẻ rất là nhiều nhá. Thẻ rất là nhiều để mình check thẻ nhá. Check thẻ rất là nhiều này. 4, 19, 45 này, 2 này, 1, 1, 3, 2, 2, ui dồi, 11, 5, các... ui nhiều thế. Nhiều đấy. Mở hết đống này xong là mình ngồi mình test ấy nhỉ. Mình test đập thẻ luôn nhỉ. Hợp lý đúng không? Xem có đây là thẻ 1cc à, mùa này mùa mới. Sau khi mình nghỉ thì mùa này mới ra. Cộng 7, mấy thằng này phôi. Mấy thằng phôi này thì không có tác dụng gì cả. Mấy thằng phôi này thì không có tác dụng gì nhá. Rồi, 19 gói LN7, ai là được nhỉ? 19 gói LN7. Toàn mấy ông phôi thôi. Ê, có gì đằng sau này. 119. Có phôi ngon đúng không? Phôi ngon, phôi xịn luôn. Phôi này thì để đập thẻ thôi chứ không đá được. Nó cũng không có ấy. Nó cũng không có tiền, không bán được, chẳng có tác dụng gì cả. Kiếm con nào phôi to to tí thôi. Chắc 119 là to nhất rồi. Van der Sar này. Còn xa này tí đập 8 đá thử xem sao. Thôi 10 gói đi. 10 gói luôn đi. 4 đồng 119. 1 18. Còn đâu toàn 1 16. 1 đồng 117 nữa. Rồi 1 đến 8 mùa CC. Cái này hình như là bán được. Ui cộng 1 không bán được nhá. Cái này gói lại không bán được luôn. Ui 2 ông cộng 1. Cùi thủ môn của Mexico. 45 gói này luôn. 45 gói này. 45 gói 6 đến 7 mùa LN. Này thì cũng full phôi thôi. Cũng chắc phôi cao nhất 119 rồi. Của mùa LN cũng 7 là cao nhất 119. Toàn phôi 119 hết. Kiếm mấy ông gọi là đập vui vui. Lâu lâu ông đăng nhập vào nó nhiều phôi lắm. Đấy. Cứ phôi 119 thế này thì tí nó đập thẻ nó thoải mái. Chủ yếu là mấy ông này thôi. Vẫn là mấy con hàng gọi là Bobby Moore này, Schweinsteiger, xoài xanh, các kiểu. Rồi. Không được GBS nào cộng 7 luôn đấy. Rồi 5 đến 8. Này thì khó được cộng 8 lắm. Nó cũng giống kiểu server Việt Nam ấy. Nó khó được full lắm. Pháo bông này thì 123 đấy. Ây da, vừa nói xong 2 ông cộng 8 luôn ạ. Được. Hay quay. 2 ông tuyển Anh này. Cộng 7 mùa CC này thì mùa cục cứt này thì cũng không ăn thua lắm. 6 đến 7 mùa RTN, mùa này lâu lắm rồi. Từ lúc mình like nó vẫn có rồi.
3 đến 8 mùa CC, mùa quần què, mùa bãi cung cức, toàn rác thôi. Mùa hát đúp à? Mùa hát đúp này mới nha, mới với mình thôi, mới với mình thôi. À, mùa này mùa trẻ đúng không? Ừ, toàn mấy ông trẻ, cũng không được ông nào cũng 8 à? Kiếm mấy ông cánh 8 đá cho nó đỡ đỡ mà. Mấy ông cân lương ấy, cho đỡ. 5 đến 8 này thì thôi lại cộng 7 á. Tưởng cộng 5, cộng 7 là cũng cao rồi. 1 đến 8 này thì RTN 5 gói luôn không được cộng 8 đâu, khó lắm. Ôi giời ơi, có tiền thôi. Mấy ông này thì bán được, nhưng mà lại không không ấy được. Không 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 giá trị nào. CC 1 đến 7. Ui, leo lên Messi này. Messi cộng 3 à, tí đập chơi. Biết đâu mà bán được. Watch trong lòng anh em, đúng không? Mấy ông có tiền thì cứ đập này. Mấy ông này có tiền này. Kiếm mấy ông có tiền đập bán thôi, kiếm tiền. 5 đến 8 này. Cộng 7. Cứ phôi nhiệt tình thôi. Phôi nhiệt tình đi. 6 đến 8 thì cũng cộng 6 thôi. Romelu Lukaku. Lukaku cộng 8 phải đá được không? Cho ông cộng 8 đi. Đấy, cộng 7. Không thích. Cùi, không thích. Con thua rồi. Toàn rác này. Toàn rác thôi. Xoài xanh này. Rồi. 23HR. Không có tiền, không hứng lắm. Có tiền đi. Vào bóng thì nhìn cũng quách đấy, nhưng mà đá không ăn thua. Sao không phải là mấy ông chị đá được. Quái này thì cũng không có tiền. Không ăn thua lắm. Top 100, top 2, Champions League 2 UCL. Hơi cũ nhá. Này thì hơi cũ. Này thì bây giờ nó không có tác dụng lắm. Khi mà mở toàn con cuối này. 10 gói này à? 10 gói back World Cup 6 đến 7 này phôi thôi. Thôi, mở hết đi. Các World Cup này nhiều con cùi mà. Thấy chưa? Cao nhất 115. Không bằng 1 LN luôn. Ai à, có gói LL mặc định cũng 8 này. 7 gói RTN 7. Kiếm ông nào phôi to gì. Messi cộng 7 đi. Không ăn thua rồi. Toàn Wettner này. Toàn tuyển Anh luôn. Aken. Rác. Rác thật sự. Áo, có gói này này. LD này. Rồi đây là con hàng gì đây? Vẫn pháo bồng ạ. 122. Giống Torres lắm. Chẳng biết phải Torres không. Ây à. Cộng 8 phải ngon không? Cộng 8 phải có thủ môn đá luôn không? Úi dồi ôi, Harry mắc hài. Cho Harry mắc hài vào đội đá mới được. Harry mắc hài vào đội đá. Kẹp một gói này vào. Mọi 9 gói. Xem có con gì ngon không. Chưa là bỗng lửa nha anh em nhỉ. Úi dồi x4 ông này luôn ạ. X4 luôn thì đến ạ luôn đấy.
hết chỗ rồi, hết chỗ để mà làm việc luôn rồi. Bán được không? Bán đi. Có hài bán được không ta? Vốn thì không bán được à? Không bán được. Không bán được. Không bán được, chúng ta phải nghĩ cách với nó. Chúng ta sẽ phá nó. Mới không có tiền để bán nhé. Không có tiền để bán anh em ạ. Bên này chúng ta phải kiếm tiền, làm giàu. Đến không? Lên nằm bán luôn. Ôi chứ. Ây à, ây à. Được ấy nhỉ, hiệu ứng lửa lửa các thứ ấy. Nào. Luôn nào. Quân luôn nè. Dọn kho nhiệt tình nè. Ui. Ảo thật đi. Ảo thật đi. Kiếm tiền đơn giản thế. Treo đây bán thôi, kiểu gì chẳng có người mua. Ui, 67.000. Đây, đập Maxi đi. Đập Maxi dọn kho đi. Ây à, kho này phôi cái to ấy nhỉ. Hai vạch rưỡi. Central Club. Century Club đúng không? Mùa cục cứt. Thế cũng xịt về hai được. Để tôi xem có mấy thằng giá thấp thấp mà. Spike, spike, spike. Mất thời gian nhỉ. Giờ đập thẻ mất thời gian nhỉ. Lâu không đập thẻ giờ mà đập thẻ mất thời gian thật đấy. Giờ đập thẻ hơi mất thời gian đấy. Được phát 1 lên 5 chỉ bằng spike được. Đi 6 được luôn không? 6 luôn không để 7, 8 luôn này. Từ phát từ 1 đến 8 này. Phát sư Trung Hoa luôn này. Ây à, về 1 rồi. Khó thế cũng làm được. Thôi. Cứ đang bán thôi. Ai mua thì mua, không mua thì mua. Này đập lên 5 bán luôn. Nacho Fernandez, hậu vệ cánh phải. Tây Ban Nha, boom. Đơn giản nhỉ. Đập thẻ nó đơn giản. Min giá luôn cho anh em hứng thú. Davies. Bán rộng chỗ.
Đập 5 luôn. Cộng 4 là phải đập 5 luôn đúng không? Cộng 4 là phải đập 5 luôn, không nói nhiều. Phôi 110 à? 1, 2, 3. Thêm 110 nữa. Cộng 4 là phải đập luôn. Cầu thủ người Serbia. Lên không? Rồi. Đúng là phôi nhiều đập thẻ nó vẫn cứ tự tin đúng không anh em? Phôi nhiều đập thẻ nó vẫn cứ tự tin. Ây à. Từ bỏ mấy ông cùi cùi ra ngoài đã. Không ra làm phôi đập thẻ còn gì nữa. Một quét nơi các thứ các thứ. Rồi, từ giờ chúng ta sẽ đập Messi để dọn phôi. Messi thánh dọn phôi. Không sao. Đập phát 1 năm luôn. Đập phát 1 năm luôn. Đúng không? Cho anh em sợ. Cho Messi vào đá luôn. Úi giời. Bảo mà anh không tin. Bốn ông 116 đúng nhau. Ờ, bốn ông Argentina rồi đấy. Bốn Seppo vào đập mình Messi rồi đấy. Piu. Ấy. Ấy à. Được. Thế thì lại mở tiếp. Giải với những người nhiều thời gian mà. Không sao. Quật luôn. Best World Cup 8. Ôi trời ơi. Tại sao lại ra cái thằng ở vì Rashford này nữa. Mùa mẹ cùi cùi vãi cả cùi này. Rồi 2-3 TS 1-7. Ra Ronaldo cộng 7 nào. Khổ má. Cùi còn hơn cả phân nữa. Rồi 2-3 HR cộng 8. Cho ông thần nào ngon ngon tí nào. Nữa. Rồi. Hơi củi nha. Top 70, 58. Ra Gulli cộng 8 nào. Không van đâu sao cộng 8 được. Đủ. Sao lại vậy? Ra Clivert. 66.000 tỷ. Thôi cũng cộng 8 được. Cộng 8 đéo ra được 7 ăn cứt à. 5 đến 7 ra cộng 5 này. Đấy, Van der Sar cộng 5 này. Gói hai gói cuối cùng. Một Simon cộng 8 đi. Gói là có tiền đấy, đập này là có tiền đấy. Đủ, 32 cộng 1 luôn. Hết thẻ chưa? À, vẫn còn đấy. Rồi LN8 này. LN này chắc chắn là LN8 này. Gì? Gì đây? Ôi kìa. Phôi vãi cả phôi luôn. Vẫn còn mấy gói nữa. Cùi toàn cùi thôi. Toàn hàng cùi thôi.
Henry. Henry thì cho đập 9 rồi. One two. Rồi, ra Clivert là giá trị đắt nhất thôi. Này này thì không bán được rồi. Này bán nhiều lắm. Đây là mồi lương này đi. 111 à. Không cần full. Get go. Get go. Còn thua. À. Tiếp. Cộng 7 mà có tiền đâu nhỉ? Cộng 7 này. 116 à? 4 ông 116 này. Full vạch. 1 này. 7 cộng 1 bằng 8. 7 cộng 1 bằng 8. 7 cộng 1 bằng 8. Lên. Lên 5. Doctor Food. Ây à. Vừa rồi đập Henry 8 đúng không nhỉ? Henry 8. Henry đập 9 này. Cho vào ông 116 à. 1 này. Úi giời. Let's go baby. Hi. Let's go baby. 3 này. Lên không? Lên không? Lên nào. À về lại 7 à. Cày đấy. Cày đấy. Ui. Man. Kìa, spike lại lên. Đậu. Xanh rau muống. Giờ thì chơi rồi. Cách thế nhỉ? Đập luôn. Đập luôn không nói nhiều. Tiếp. Đập 9 một vạch rưỡi. 1. 8 cộng 1 bằng 1. 8 cộng 1 bằng 1. 1. 15 này. Thủ small. 8 cộng 1 bằng 1. 8 cộng 1 bằng 1 thôi. Về 1 này. Còn ông nào đập ông ta? Đập Winner 9 đi. Nhìn này nó ngứa mắt. Ốt. 2.
Lên không? Lên không? Lại về lại sợ à? Lại về lại à? Thằng nghĩ nhờ. Thôi đợt phát cuối nhá. Tập ông này mình vừa có một thằng cộng 5 đúng không? Uriba của mình đâu rồi? Ở đâu? Cộng 1 mà. Này về đập 7 đi. Này về đập luôn đi. Cho mắc 2 về đập tiếp. Rồi. Thằng này trước. Một. Hai. Captain đấy. Ba. Chơi đi. Bảy cộng ba bằng mười nào. Bảy cộng ba bằng mười nào. Bảy cộng ba bằng mười nào. Bảy cộng ba bằng ba. Bảy cộng ba bằng ba à. Cho này lên 6, 6 thì hơi nhẹ nhỉ. Cho này lên trước đi. Timokuda 1. Chơi luôn. Về 4 này. Về 3, về 4. Hai đi bắc 2. Phun vạch. Và đây là Captain của MU ngày xưa. 6 cộng 2 bằng 2. Chuẩn luôn không? 6 cộng 2 bằng 2. Căng nhỉ. 6 cộng 2 bằng 2 ạ. Van der Sar không có cộng 7 à? Van der Sar không có cộng... À đây, Van der Sar có cộng 7 này. Cặp 6 vào đập... Đập 2 lần không nghe không lên. 7... 2 vạch 1 nhịp bằng 8. Bằng 8. Bằng 8. 5. Cay đấy. Van der Sar. Van der Gần. 6 này. Cho 17 à? 7, 7, 7. 6 này. 1 này. 2 này. Lên không? Lên không? Lên không? Vẫn về 5 ạ. Ừ, nó mặc định là về 5 mà mình kẹp 6 mà. Khó nhỉ. Không được một kèo nào chất lượng bùng cháy nhỉ. Một. Hai.
ba chơi đi, chơi đi, chơi đi, lên chín vẫn phải làm ạ. Càng nghe có quá. Ôi, chơi kèo này đi. Một. Hai. Ba. Bốn. Chơi đi. Lên nào. Ván đây. À. Ở đây. Ở đây em ơi. Ở thật đấy. À, không nghe xịt hoài. Ui, về hẳn một luôn ạ. Về hẳn một luôn thì căng rồi. Hai. Ba. Kèo cuối cùng. Kèo chốt hạ đấy. Không chơi được. Một. Hai. Ba. Lên một kèo đi, lên một kèo đi. Lên nào. Đi cỏ mấy vẫn xịt ạ. Ai, nghỉ thôi anh em. Một ngày trở lại không bùng nổ gì cả. Chán thật sự. Chán thật sự ấy. Để cho đấy cô được một vạch. Chơi 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 phát này rồi out luôn nha. Out luôn. As. Thôi. Thôi. Kết thúc cái video này ở đây. Lâu lắm rồi không vào mở thẻ đập thẻ. Mở thẻ thì ở vãi cả trời luôn. Còn đập thẻ thì cũng ới vãi cả trái. Thôi thì cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ mình trong những thời gian vừa qua nhé. Thời gian tới thì mình sẽ trở lại với những series vlog tại Nhật Bản, cũng như là những cái video trải nghiệm cuộc sống hàng ngày, hoặc là một vài cái gì đó thì anh em có thể là theo dõi mình nhiều hơn để biết. Xin chào và hẹn gặp lại.